Dạ em xin phép chào chị gái nhé. Rồi chào em trai. Chị gái có thể giới thiệu chị gái tên là gì? Chị tên là Nguyễn Ngọc Ích. Chị đến từ đâu? Chị tới đến từ Đồng Tháp, huyện Hồng Ngự. Hôm nay chị về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Chị nhờ giúp đỡ tìm con nha chị. Tìm con ha? Dạ. Con chị tên là gì? Đặng Bảo Lộc. Con trai của chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 20. Chị có thể chia sẻ ra lý do gì mà con trai bỏ đi? Không có lý do gì hết trơn, nó đòi đi ra đây mằng, không cho nó mằng, nó đi ra đây nó quên, nó không có mằng mà nó quậy không à, nó thiếu nợ, nó mượn tiền nó ăn rồi mình ra trả cho nó rồi. Về mình không có đánh đập con gì hết trơn, mình tha thứ cho con. Mua xe cho nó, mua rồi giờ nó mới mằng với ba, nó mới được con tiền lẻ rồi nó trốn đi. Tôi nhờ cộng đồng mạng giùm chia sẻ giùm cho con tôi, gặp con tôi chia sẻ với độ của anh Hải nè, đang cho nó về với tôi. Chứ con tôi đi tôi ăn ngủ đâu có được. Tôi buồn rầu, tôi đi dò cắn, tôi đi cũng không nữa. Nhớ con tôi bỏ đâu có được. Chị cho em hỏi là lúc con trai của chị đi là đi ở đâu? Ở Đồng Tháp hay là ở đâu? Ở Đồng Tháp, ở tại nhà đi á. Trước kia con trai làm công việc gì? Mỗi lần nó đi qua bằng sắt với bên anh nó với gì nữa. Rồi còn nó trốn đi qua bên Đồng Nai. Trốn qua rồi nó cũng giấu chị, nó không có cho chị biết. Thì chị liên lạc không được, cái sau này nó mới liên lạc về. Liên lạc về nó nói có nó mặn ở đó thì chị cũng nói thôi con mặn ở đó thì con gắng mặn. Mặn đàng hoàng thì mẹ cho con mặn nó rồi mặn công ty. Mẹ cũng cho mặn giờ thử cho nó mặn mà giờ nó không mặn. Nó không mặn mà nó ở ngoài nó cầm xe nó ăn rồi nó gây nợ, nó mượn nợ rồi ra trả cho nó một mấy triệu. Về rồi bắt đầu cũng tha thứ cho con, mua xe cho con. Mua xe cho con rồi bây giờ nó mới mặn với ba nó được có 7 ngày, mặn ở nhà cũng không chịu mặn mà nó không mặn bây giờ nó trốn đi. Trước kia con trai làm thì là không đủ tiền để tiêu xài luôn ạ. Không đủ luôn. Nhà mình mấy người con? Hai người. Em này là con thứ mấy? Em này con thứ hai. Là con lớn. Con nhỏ. Ủa dưới miền Tây hai là lớn mà. À, mình biết như cái thứ mình cũng nói mà như là con thứ hai á. Dạ. Em trai này đã có bạn gái hoặc có gia đình chưa? Chưa, nó có bạn gái mà nghe ba nó điện ngày hôm qua nói cho bạn nó, bạn gái nó nói nó quề rồng. Huề là sao ta? Nó chia tay với À, nhau rồi. chia tay rồi ha. Trước kia thì em trai ở trên Đồng Nai đúng không ạ? Là Dạ. ở đấy là ở với ai? Nó một lần thì nó đi ra thì nó ở với gì, nó gì chú bác với tôi. Với chị á. Làm đấy được khoảng bao lâu ạ? Một năm luôn á, nó đi Một cả năm. năm luôn mà nó về không có đồng bạc nữa chứ, nó Trời thiếu đất nợ mình ơi. đi ra trả nợ cho nó. Đi làm gì, làm ăn gì kỳ cục á? Nó đâu có chịu làm, nó đi ra ngoài nó tụ tập nó chơi rồi nó ăn chơi, nó cầm xe nó ăn rồi bắt đầu nó mới điện mình ra là chuột nó về, chuột về cũng tha thứ cho con. Chuộc là chuộc cái gì chị? Cũng như chuột xe, nó cầm xe rồi nó mượn nợ ăn. Được chiếc xe đó bỏ luôn và ra mới mua xe khác hay sao? Không, chiếc xe đó chuột về rồi, bây giờ con nó về rồi, bây giờ mình nói với con thôi con lỡ rồi mẹ không có nói gì con, bây giờ ở nhà mằng với ba mẹ mua xe cho con là gì là chị mua cho nó chiếc xe liền. Xe gì chị? Xe gì con? Future ha, Future ba mấy triệu ha. 39 triệu chứ mua chờ. Vậy là con ngỏ ý đòi cái là ba mẹ mua luôn cho ha. Theo như chị, bản thân chị là một người mẹ, chị đánh giá con nhà mình như thế nào? Có ngoan hiền không? Nó ngay á, nó thì nó không có ngoan đâu, nó tước láo, nó dốc, nó chơi, nó xạo lắm, nó không giống như thằng lớn. Cái gì nó cũng giả dối với chị hết trơn, chị hỏi thiệt nó, giờ nó thiếu nợ hồi này chị trả rồi, gì chị hỏi nó, bây giờ con còn thiếu ai? Thì nó nói hết hết, mẹ thầu thì lê quay lợi thì chúng lợi đòi nợ, vậy chị cũng trả. Gửi đầu hỏi còn hết, nó nói cũng hết hết, người ta lợi đòi nợ thì chị cũng trả là được ba món nữa. Mà con nhà mình ăn chơi về cái chủ đề gì ạ? Đá Chơi cái gì? gà. Ủa gì nữa không? Thì nó đi ra hồi này là bắt đầu nó tụ tập nó đá gà đó. Đá gà, đá vịt ha. Ừ, đá gà không à. Chơi mấy cái đấy Đá gà thì tài xỉu. trời đất ơi, tài xỉu luôn. Chơi mấy cái đấy thì núi tiền cũng hết nhá. Mà ba nó mằng cực khổ tiết kiệm lắm, ba nó mằng được có một mấy triệu là chị đi ra ngoài chị trả nợ cho nó hết trơn luôn. Chị làm công việc gì? Chị đau chứ mằng đâu có được. Trời đất ơi, chứ là nhà đâu có điều kiện đâu. Bởi vậy chị đau rồi chị đâu có mằng được. Nhà nhà kinh tế cũng bình thường mà sao con trai ăn chơi dữ hả? Thằng thì nói vậy mình biết sao giờ, mình nói ngọt nó không mà nó cũng không có nghe lời mình. Vậy là Tết vừa qua là con trai có về quê ăn Tết. Có Về thì con trai như thế nào? thì nó cũng bình thường mà mình nói thì nó cũng dạ dạ nó nghe lời nhưng mà nó không có làm giống mi như mình, Gọi là dạ, vâng vâng trước mặt thôi trước đúng mặt không ạ? thôi, chứ ra chỗ khác là nó đi chơi đá gà đá vịt, đưa cho nó đồng nào là hết đồng nấy. Mình thấy con không có tiền thì mình đưa cho con 500 triệu, đưa gầu thì không còn đồng nào hết. Ba nó đưa mình thấy con mình đi ra đường sợ xui xúc bạn bè
nó gạt chị, nó đòi đi thăm ghệ, nó chỉ cũng bóc đưa cho nó 1 triệu. Rồi bắt đầu nó cầm điện thoại điện bỗng gì nó đá gà cái gì, rồi thiếu nợ người ta lại đòi chị trả hết trơn. Ba nó mằng tiết kiệm, ba nó cũng lớn tuổi rồi, năm mấy tuổi rồi, Nhà mình có nhà chưa? có nhà nhà cắt lâu rồi, một Nhà căn lớn hộ không? nhà sân cũng vừa thôi, Vừa thế à? Nhưng con trai ăn chơi quá rồi. chơi quá rồi. Bây giờ chị khổ, bây giờ chị giờ chị nhờ cộng đồng mạng chia gặp nó chia sẻ giùm cho đội của anh Hải Lợi phiên nó cho nó về với chị, cho nó mằng với Vậy là ba đi nó từ hôm mùng mấy chị? mùng chín Mùng 9. Hôm nay là ngày 12. 12, được 3 hôm. Mình có liên lạc được với con không? Không, nó chặn cuộc gọi hết trong gia đình, Khi đi đó con có nói đi đâu không? nó không nói đi đâu chứ, mà chị vẫn biết cái dây hình của cũ Chỗ cũ là ở Đồng Nai. ở Đồng Nai đó, ở Nhân Trạch đó. Trước ngày mùng 9 gia đình có xảy ra mâu thuẫn gì không? Không Có la dày gì không? có nói, nó cũng như là con biết mằng đồng tiền cực khổ vậy, với con không có chơi bờ nữa, gắn mằng với cha đi rồi bằng với ba đi rồi mẹ cưới vợ cho con trong năm nay, con thương ai con nói với mẹ, mẹ tới mẹ cưới liền. Trời đất ơi, tuổi này như thế này là cưới vợ về sao lo cho con người ta được mà cưới. Thì bây giờ ý nó thương rồi sao cưng, Thương thì thương nhưng mà ăn chưa no lo chưa tới, đang còn ăn chơi vậy cưới về khổ con người ta thì sao? thì bây giờ chị cũng nghĩ vậy, mình cũng nghĩ nó muốn vợ ha, nó Hay quậy là mình. mình cưới, mình đang suy nghĩ, chị đang suy nghĩ rằng là cưới vợ về để cho tu chí làm ăn đúng không? Đúng vậy đó, Nhưng mà chưa chắc là tu chí làm ăn, sợ rằng cưới về lại tính nào tật nấy thì sao? Khổ đôi đường thì sao? thì bởi vậy chị cũng chơi cũng nói vậy, nếu con đoán mằng thì con thương ai mẹ cứ đó cho con, mà nó không có nghe lời trước Vậy mặt lần này mình. đi là đem theo những thứ gì đi chị? Đem một chiếc xe à, Xe đó là xe của chị mua cho đúng không? mua cho chị, mua cho nó Có đứng tiền tên bạc luôn. gì không? Không, nó còn có 700 ngàn, ba nó mằng lúa ba nó cho có 700 ngàn, rồi nó nói với chị là tấu đó, là nó nói là con được 700 ngàn rồi mai con đi với con đem xe với người ta bảo trì, ta thay nhớt cho mình, tại mình chạy đúng 300 Đây cây là số đi cho nên làm ở hết. Đồng Nai là quần quật cả năm trời, Tết về là không mua cho ba mẹ được một cái gì gọi là Không làm có cái gì quà, hết trơn. về lại còn lấy thêm tiền của ba mẹ. Bây giờ thấy con tội nghiệp mình sắm xe cho nó luôn. Trời đất ơi, khổ ghê luôn. Cũng như chị xin cưng á, thêm giúp vô dùm cho chị vài tiếng cho em nó gì, cho cháu nó gì với chị. Chứ chị giờ chị đau khổ, chị ăn ngủ không có được, chị đau lắm, chị bệnh gối loạn tiền đình, chị ngủ đâu có được, sáng hôm chị ngủ không được. Thành ra nó kêu con cháu nó phải chở chị lên đây. Mình là con người, con đầu là trai hay gái? Trai Cậu cả có ngoan không? ngoan lắm, thằng lớn ngoan lắm, Vậy là nhà hai anh em, hai anh em thằng lớn ngoan lắm. người thì ngoan, người thì không ngoan ha. Không biết không, chị cho nó 2 triệu bạc mỗi một cái Tết, chị cho thằng 2 triệu, nhưng mà năm ngoái chị cho, tại vì năm nay nó quậy quá, chị cho có 1 triệu bạc, sáng nó đi đá gà thua hết rồi, rồi bắt đầu chị mới không có cho nữa. Tết là con cái mang quà về cho mẹ mà. Đường này là Tết là con cái mang u sầu về cho mẹ rồi. Rồi chị mới cho nó, rồi dì của nó là mẹ thằng này cho nó 500 nữa là thằng lớn đó. Mà nó xài nó gì nó khóc với chị, nó thấy ba nó mằng cực khổ, nó xài có 200 ngàn. Cái Tết nó Vậy xài có 200 là người con trai đầu là biết suy nghĩ, biết thương cha mẹ rồi ha, tiết kiệm ha. Tiết Có gia kiệm. đình chưa? Chưa. Chưa có gia đình mà Chưa. ngoan vậy là tốt rồi. Nó ngoan lắm. Bởi vậy nó làm em mà nó phân bì với anh nó phân bì sao được. Tự người ta mằng, người ta sắm quần sắm áo, người ta trưng diện, tiền gửi gì cho mẹ, còn thằng này mà nó mất sắm quần sắm áo lại cho nó mà không có gửi tiền gì nữa. Người ta nói là có bài hát mang tiền về cho mẹ ấy, nhưng mà con trai của nhà mình thì mang nỗi đau về cho mẹ. Chị khổ cho nó vui lắm cưng ơi, chị khóc ngủ ngày khuyên con mà nó không có thương chị gì hết á. Chị tính uống thuốc, chị tự dặn người này người kia Thôi, khuyên nó rồi chị chị đừng có buồn nghĩ lắm. quẩn. Chị nghĩ như vậy là sai lầm lớn rồi đó. Không đáng để chị làm như vậy nhá. Mình phải sống và thậm chí mình phải kiên cường lên để mình chỉ cho con đường nào đúng đường nào sai, để con biết quay đầu là bờ, để con làm lại cuộc đời, để con giúp cho con sau này có cuộc sống vững chắc. Còn chị suy nghĩ tiêu cực như vậy là đâu có được, chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Chị buồn quá, nó không nghe lời chị, rồi giờ chị biết sao bây giờ. Mình cứ phải cố gắng kiên cường lên để mình cố gắng mình dạy dỗ con. Ba nó mặn không nổng luôn, nghe nó đi còn mặn không nổng luôn. Chị đang sợ nhất con nhà mình sẽ gặp điều gì? Chị sợ nó tụ tập rồi vô trong băng xã hội đen đồ đó, chị sợ vậy thôi. Chứ nếu nó mà mặn đàng hoàng là chị không có kêu nó về. Con nhà mình có giang hồ không? Nó hồi đó là nó không có xăm mình xăm mẩy gì trơn á, mà nó đi xa chị có mấy tháng là nó xăm mình luôn, nó xăm hết cái lưng luôn. Đâu phải xăm mình là giang hồ đâu, xăm mình là nghệ thuật mà. Chưa chắc xăm mình đã là hổ báo nhá.
nên mình đừng có nhìn vào hình xăm để mình đánh giá. Nhưng mà ở quê người ta cái hình xăm đó người ta không chịu. Kệ, hình xăm không nói lên một vấn đề gì hết á. Có rất nhiều người người ta xăm đầy mình nhưng người ta lại rất tốt, còn có nhiều người ăn mặc thanh lịch cao sang nhưng thật sự cái lòng dạ của người ta lại rất dã man, nên mình đâu có thể nhìn hình xăm để mình đánh giá được. Mà chị cũng không nói, để chị nói tôi nghe. Hồi đó thằng lớn á, nó xăm mình về, nó xăm ngay cánh da này nè. Hồi đó chị, thằng lớn chứ chị á, rồi đầu chị thấy nó dẹt dẹt cái áo sao chị thấy, chị mới quýnh thằng lớn dữ lắm. Chị nắm đầu nó nghe, cũng quýnh nghe chị giận lắm, chị không có thích xăm mình. Chị nắm đầu nó, chị đập đập vô xuống dưới gạch đó. Tôi nói từ mày đi về là mày phải xóa cái hình này. Cái nó thấy anh nó vậy rồi bắt đầu nó cũng xăm. Nó xăm rồi nó về thì